Tháng 12 năm 1994, cửa hàng QTH được khai trương, hoạt động chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đang hướng tới với công nghệ mã vạch, bắt đầu quá trình khởi nghiệp. Năm 1996, tiếp nhận chuyển nhượng công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Hòa, Sino Company Limited đã trở thành đơn vị tiên phong mở ra thời đại áp dụng công nghệ mã vạch tại Việt Nam. 20 năm hoạt động, trải qua nhiều thăng trầm, Sino Corporation không ngừng phát triển. Năm 2003, thành lập công ty Cao Phát Đạt Hyric, chuyên sản xuất nhãn in cao cấp. Năm 2007, thành lập công ty Thái Dương Việt Vision tại Hà Nội. Sino Corporation gia nhập Grandfloor Group, tập đoàn hàng đầu khu vực trong lĩnh vực Auto ID năm 2008. Mạng lưới hoạt động của Sino không ngừng mở rộng trên khắp Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới, là đối tác chiến lược của các công ty hàng đầu thế giới về công nghệ mã vạch. Tại Việt Nam, Sino Group là tập đoàn dẫn đầu về lĩnh vực mã vạch RFID, chuyên cung cấp thiết bị, nhãn in cao cấp cho các công ty sản xuất, tư vấn kỹ thuật và các giải pháp về quản lý. Quản lý bệnh viện, quản lý kho hàng, quản lý quy trình sản xuất, quản lý đội ngũ bán hàng và các giải pháp sáng tạo. Giải pháp quản lý kho của Sino với hệ thống mã vạch sẽ giúp thực hiện các nhiệm vụ quản lý tồn kho chính xác, nhanh chóng và dễ dàng. Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống, giảm thiểu sai sót để tối ưu hóa trong quy trình quản lý kho. Giải pháp quản lý quy trình sản xuất giúp doanh nghiệp tối ưu hóa năng suất làm việc của công nhân và giúp công ty nhanh chóng xác định những lô hàng có sự cố để xử lý kịp thời. Các giải pháp Sino giúp doanh nghiệp nâng cao tính hiệu quả và hiệu suất dây chuyền sản xuất. Không giới hạn trong các ứng dụng truyền thống, Sino còn sáng tạo các giải pháp trong lĩnh vực bán lẻ như bán hàng di động, giao nhận, trung tâm phân phối, quản lý tài sản. Mọi giải pháp của Sino dựa trên tinh thần sáng tạo không giới hạn. Cùng với nội lực vững mạnh, hệ thống quản lý ISO 9001, 5S, quy trình sản xuất chuyên nghiệp hiện đại, công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, đội ngũ nhân sự tâm huyết và năng lực vượt trội, với các giá trị cốt lõi hướng tới lợi ích cộng đồng, vì lợi ích cao nhất của khách hàng, chất lượng đặt lên hàng đầu, sáng tạo không giới hạn. Sino cam kết mang lại các sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp sáng tạo chất lượng cao, phục vụ cao nhất lợi ích của khách hàng và cộng đồng, xứng đáng với vai trò người tiên phong. Sino Corporation, sáng tạo không giới hạn.